Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng. Kẻo khi ông trở về thình lình bắt gặp chúng con đang ngủ. Điều ta bảo cho chúng con thì ta bảo cho tất cả mọi người là hãy tỉnh thức. Đó là lời Chúa. Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lúc đó hay là cái thời điểm mà Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ ở đây, đó là gì? Có lẽ mỗi người chúng ta có thể trả lời ngay được. Thưa, đó chính là cái ngày cắn chung, đó là cái ngày tận thế, hay đó là cái ngày tận cùng của mỗi người chúng ta trong cái cuộc sống trần thế này. Thế nhưng không chỉ có thế, cái lúc đó cũng có thể là bất kỳ thời điểm nào mà mỗi người chúng ta có thể đến, có thể gặp gỡ Chúa ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người tín hữu chúng ta. Chúng ta nhìn lại một năm vừa qua, chúng ta thấy một trong những biến cố gây chấn động cả thế giới, đó chính là cái đại dịch Covid-19. Hay gần với chúng ta hơn ở miền Trung, đó là thiên tai, bão lụt, sạt lở. Tất cả những cái biến cố đấy cho chúng ta đọc thấy cái điều gì? Mỗi người chúng ta có thể nhận thấy được cái thân phận mỏng manh của con người. Và quả thật không ai trong chúng ta có thể biết trước lúc nào là cái lúc mà mỗi người chúng ta sẽ phải kết thúc cái cuộc sống trần thế này. Trước những cái biến cố xảy ra ở trên thế giới hay ngay tại trong đất nước của chúng ta, có thể nói đó là một cái lời mời gọi cho tất cả thế giới, cho từng người chúng ta phải thức tỉnh và đặt ra một cái câu hỏi: đâu mới là cái điều quan trọng nhất của mỗi người chúng ta trong cái cuộc sống trần thế này? Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta nghe cái lời căn dặn, cái lời dạy bảo của Chúa Giêsu hãy tỉnh thức, có lẽ đối với mỗi người tín hữu chúng ta cái điều đó nó quá là quen thuộc. Thế nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là một cái lời khuyên không bao giờ thừa. Đó là một cái lời cần thiết cho từng ngày sống của tất cả mọi người, của từng người và nhất là của mỗi người tín hữu chúng ta. Nó cũng giống như một cái lời khuyên mà cha mẹ dành cho con cái. Mỗi khi mà con cái chuẩn bị đi đâu đó, bước ra đường, thì cha mẹ luôn nói với con cái: con đi đường cẩn thận. Hay là chúng ta hãy vẫn chúc nhau mỗi khi chúng ta bước đi
một cái hành trình nào đó xa xôi, chúng ta vẫn chúc nhau một cái lời chúc là hãy bảo trọng. Chúa Giêsu nói với các môn đệ hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Thế thì mỗi người chúng ta nhớ lại, thế nào là tỉnh thức và tỉnh thức để làm gì? Có lẽ mỗi người chúng ta cũng đã hiểu rằng tỉnh thức không phải là giống như mỗi người chúng ta đang là tỉnh ngồi xem lễ, không có ngủ gật. Chắc có lẽ không phải là như thế. Trước nhất, tỉnh thức nó phải là một cái sự tỉnh táo. Tỉnh táo để mỗi người chúng ta có thể nhận rõ được cái bản chất của sự việc, của một cái vấn đề hay là của một cái sự kiện nào đó xảy ra, diễn ra ở trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Tỉnh thức rất là cần thiết. Tỉnh thức để mỗi người chúng ta không bị lừa gạt. Có lẽ mỗi người chúng ta biết rằng chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại, xã hội khá là phức tạp. Nếu như ai mà nhẹ dạ cả tin, ai mà lơ mơ thì chắc có lẽ là dễ bị người khác lừa gạt. Ở đây không muốn nói đến cái điều đó, nhưng mà mỗi người chúng ta cần phải tỉnh thức để mỗi người chúng ta không bị dối lừa. Chúng ta dối lừa chính mình và có khi là chúng ta dối lừa người khác. Mỗi người chúng ta cần cái sự tỉnh thức để mỗi người chúng ta sẽ không rơi vào cái cạm bẫy của thế gian. Cái cạm bẫy ấy có thể là sự nghiện ngập một vấn đề nào đó, xì ke ma túy chẳng hạn, có thể là nghiện game. Cái cạm bẫy đó có thể là khoai lạc. Cái cạm bẫy đó có thể là những dục vọng và tham lam bất chính. Tất cả những cái điều đó đều là những cái trái cấm hấp dẫn, ngọt ngào, quyến rũ mỗi người chúng ta vấp phải. Lấy một cái ví dụ rất là cụ thể, dễ hiểu. Ai trong chúng ta cũng biết xì ke ma túy là một cái sự xấu. Nó có thể phá hủy cả một cái cuộc đời, cả một cái tương lai của con người. Thế nhưng người ta vẫn lao vào nó như là con thiêu thân. Có những người lao vào nó để mà kinh doanh buôn bán, bởi vì nó đem lại một cái lợi nhuận quá lớn. Và có những người vấp vào nó thì không thể nào khó lòng mà thoát ra được. Nó đem đến một cái khoái cảm nào đó. Đó là những cái cạm bẫy của thế gian. Thế nhưng đối với mỗi người tín hữu chúng ta còn thấy rằng chúng ta cần phải tỉnh thức để chúng ta còn có thể chống lại, thoát khỏi các cạm bẫy của ma quỷ. Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ ở chương 5 câu 8, Ngài nhắc nhở các tín hữu chúng ta rằng anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử gào thét rầm rảo quanh tìm mồi cắn xé. Thánh Phêrô nói trước cho mỗi người chúng ta biết chúng ta cần phải tỉnh thức, chúng ta cần phải coi chừng, vì ma quỷ luôn rảo quanh rình rập và cắn xé cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta, hòng phá hủy đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Chính vì thế cái sự tỉnh thức nó phải là một cái tiến trình liên lỉ không ngừng. Nhiều khi mà khôn 3 năm nhưng mà dại 1 giờ thì cũng chết. Cái sự tỉnh thức phải là một cái sự liên lỉ không ngừng. Thế thì nói tóm lại, kính thưa quý ông bà anh chị em, tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là một cái sự phân định, là một cái sự phân biệt mà mỗi người chúng ta cần có để chúng ta có thể phân định, phân biệt đâu là sự sáng, đâu là sự tối, đâu là sự thiện, đâu là sự ác, đâu là sự lành, đâu là sự dữ. Và tỉnh thức nó không chỉ dừng lại ở trên cái bề mặt ý thức bề ngoài của mỗi người chúng ta, nhưng mà cái tỉnh thức sâu xa hơn nó phải khởi đi là một cái sự phản tỉnh từ chính trong nội tâm của mỗi người chúng ta. Và nó dẫn tới một cái hành vi, đó là sự hoán cải. Nói như thế thì để tỉnh thức
thì mỗi người chúng ta cần phải thường xuyên xét mình, cần phải thường xuyên nhìn lại cái đời sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể phản tỉnh, để chúng ta có thể nhận ra cái sự thật của chính bản thân của mỗi người chúng ta. Kế đến chúng ta thấy Chúa nói cùng với cái việc tỉnh thức, đó là phải cầu nguyện. Mỗi người tín hữu chúng ta biết rằng cầu nguyện nó là cái hơi thở của đời sống đức tin. Ai mà không cầu nguyện thì là chưa có đức tin, hoặc là một cái đức tin chưa có mạnh. Nhớ nhé, ngày hôm nay được đón nhận đức tin thì mình càng phải gia tăng cái đời sống cầu nguyện để mình củng cố đức tin và mình chứng tỏ cái đức tin mà mình đã được lãnh nhận. Cầu nguyện cũng là cái cách để mỗi người chúng ta được thức tỉnh. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, đó là lúc mỗi người chúng ta đặt mình trước tôn nghiêm của Thiên Chúa, là khi mỗi người chúng ta được soi sáng bởi chính lời của Chúa, chúng ta được soi sáng bởi chính ân sủng của Thiên Chúa, để chính Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra được cái con người thực của mình, nhận ra được những cái yếu đuối, lỗi lầm của mỗi người chúng ta, và qua đó mỗi người chúng ta mới có thể biết đứng dậy, đó là biết hoán cải, biết quay trở về với Chúa, biết tin tưởng vào Chúa. Chúng ta nghe lại cái câu chuyện mà tiên tri Isaiah đã kể cho chúng ta ở trong bài đọc 1. Chúng ta biết dân Do Thái ngày xưa họ đã ký kết với Thiên Chúa một cái giao ước ở trên núi Sinai qua cái trung gian là Môi-se. Thế nhưng rồi họ đã bất trung, họ đã phản bội Thiên Chúa, để rồi chính họ phải chuốc lấy đau khổ. Đau khổ đó là họ phải rơi vào quân của dân ngoại, thành Jerusalem thì bị phá hủy và họ phải đi lưu đày ở Babylon. Và chính ở trong cái cảnh khốn cùng khổ cực ấy mà họ đã thức tỉnh. Họ nhận ra rằng chính tội lỗi của họ, chính cái sự bất trung của họ đã dẫn họ đến một cái đau khổ như thế này. Và ngay lúc ấy họ đã biết nhận ra cái lỗi lầm thiếu sót của họ, để rồi họ biết dâng lên Thiên Chúa cái lời cầu nguyện. Họ cầu nguyện với Chúa rằng: xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống, xin Chúa hãy đến để cứu thoát, xin Chúa hãy đến để ban ơn tha thứ, để ban ơn cứu độ. Đó là cái kinh nghiệm của dân Do Thái khi xưa, và đó cũng là cái kinh nghiệm của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta đã trải qua với những cái khó khăn, với những cái đau khổ trong một năm vừa qua, với những cái thất đố trong một năm vừa qua, nhưng đó cũng là cái cơ hội để mỗi người chúng ta thức tỉnh. Chúng ta nhận ra rằng mỗi người chúng ta cần đến Chúa, chúng ta ước mong được ở bên Chúa, chúng ta ước mong được gặp gỡ Thiên Chúa, để Chúa đến giải thoát con người của mỗi người chúng ta, để Chúa đến ban ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như thế lời Chúa nói ngày hôm nay: hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Đó là mỗi người chúng ta hãy biết đặt mình trong cái tương quan với Thiên Chúa hàng ngày, mọi nơi, mọi lúc. Trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta đều có thể đặt mình trong cái tương quan với Thiên Chúa. Khi chúng ta trở về với cái nội tâm của mình, chúng ta có thể xét mình hàng ngày để chúng ta nhận ra được cái giới hạn của mỗi người chúng ta, để chúng ta nhận ra được rằng mỗi người chúng ta cần có ơn Chúa để biến đổi mỗi người chúng ta, để làm cho mỗi người chúng ta mỗi ngày được tốt lành hơn, thánh thiện hơn. Tỉnh thức và cầu nguyện, đó chính là cái phương thế để mỗi người chúng ta có thể sẵn sàng ra nghênh đón Thiên Chúa, là cái phương thế để mỗi người chúng ta có thể gặp gỡ được chính Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cử hành Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống lại cái tâm tình của dân Chúa khi xưa, một cái tâm tình chờ đón Chúa, một cái tâm tình khao khát mãnh liệt mong Chúa đến, mong Chúa hãy xé các tầng trời mà đến với mỗi người chúng ta. Tỉnh thức và cầu nguyện, đó chính là cái tâm tình cần thiết, đó chính là cái hành động cần thiết để mỗi người chúng ta có thể sẵn sàng chờ đón và ra nghênh đón
chính Chúa. Chúng ta đón Chúa không phải trong một cái tâm thế sợ hãi, nhưng chúng ta đón Chúa trong một cái sự tin yêu và hy vọng. Chúng ta đón Chúa không chỉ vào cái ngày tận thế, vào cái ngày tận cùng cuộc đời của mỗi người chúng ta, nhưng chúng ta luôn khao khát chờ đón và đón nhận Chúa ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người tín hữu chúng ta. Thánh Gioan trong sách Khải Huyền ở chương 3 câu 20 đã nói rằng, Ngài đã nói: Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy và sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Thiên Chúa vẫn đang đứng trước cửa tâm hồn của mỗi người chúng ta để gõ cửa, để chờ đợi mỗi người chúng ta mở lòng, mở cửa tâm hồn, mở cửa đức tin, mở tâm trí của mỗi người chúng ta để Chúa có thể ngự vào, để Chúa có thể đến, để Chúa có thể dùng bữa với mỗi người chúng ta và để mỗi người chúng ta có thể gặp gỡ Chúa. Tiếp tục dần thánh lễ và đến với bàn tiệc thánh thể, chúng ta hãy nguyện xin Chúa củng cố đức tin, đức cậy, đức mến của mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta ngày hôm nay chúng ta biết mở lòng chào đón và tiếp nhận chính Chúa, và chúng ta quyết tâm đổi mới đời sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta quyết tâm rước Chúa về với gia đình của mỗi người chúng ta. Chúng ta quyết tâm để Chúa ngự trị trong tâm trí, trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và chúng ta quyết tâm để Chúa sống ở trong cuộc sống hàng ngày cùng với mỗi người chúng ta. Có Chúa đồng hành, có Chúa soi sáng, chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ cảm thấy được bình an, chúng ta sẽ cảm thấy được niềm vui, và chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ được chung hưởng vinh quang cùng với Chúa trong vương quốc của Ngài. Amen.